Hi, welcome. Ngày hôm nay đó là mình giới thiệu một cái căn nhà mùa hè mình vừa mới mua được. Trong cái căn nhà mùa hè này đó thì rộng tới 10.000 square feet, có thể là 1.000 vuông ở Việt Nam. Và mình để tất cả những cái vật phẩm mà mình sưu tập trên 100 đất nước mà mình đi du lịch. Ví dụ giống như là đây là một con đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Đây cái bình này là tới từ Morocco. Rồi cái con này là đến từ Ấn Độ. Nhưng mà cái bình này đó thì đến từ Japan, Nhật Bản. Đó là như vậy. Cho nên là những cái vật phẩm này đều là những du lịch hết. Qua bên này thì không thể nào không giới thiệu đến cái con này. Đây là một cái đầu của con eagle, là một cái vật biểu trưng sự hùng mạnh của Genghis Khan Mongolia, Mông Cổ. Mình đã đến đây và nó rất là nặng nha, nó rất là nặng. Phải nói là chắc hơn 5kg đồng. Mình phải vác nó trong suốt một tháng trời ở Mông Cổ để đem về tới đây. Ngoài ra nữa thì còn một cái này nữa cũng khoe luôn. Đây là con báo, cũng là một cái vật mà tượng trưng, một cái con vật tượng trưng cho ở Mông Cổ. Cái này thì đến từ Ý, còn đây là Christmas cho mình để thêm cái này. Và đây là nguyên một cái gian phòng khách của cái phải nói là chính thự hay là biệt thự mình không biết, rất là rộng, với rất là rộng bởi vì nó đến 28 phòng tất cả. Và riêng cái bình này đó là đến từ Pháp, rất là đẹp. Nói chung là khi mà mua những vật phẩm này đem từ cái đất nước đó, trong cái chuyến đi du lịch đó đem về đây là một công trình. Đó là như vậy, là toàn bộ cái đây là phòng khách. Bây giờ mấy bạn đó là mới khoe về cái vấn đề là những cái gì mình đi travel thôi. Bây giờ mình khoe một căn nhà nhé. Đây là cái gian phòng khách ở đây. Bây giờ mời mọi người đi đến đây để qua cái phòng bếp nha. Vì vừa tới phòng khách xong thì tới cái bếp. Cái bộ đũa này, cái hộp này là đến từ Hà Nội. Và các bạn thấy cái hoa văn không chuồn chuồn không? Hà Nội. Nhưng mà cái đũa bên trong là đến từ Nhật Bản. Rất là tuyệt vời. Xong. Rồi bây giờ đây là cái bếp của mình đây. Cái bếp. Khoan giới thiệu cái bếp đã. Mời mọi người đến đây. Mời tới đây đó. Đây là cái phòng ăn. Cái phòng ăn của mình. Cái bình này đến từ Hy Lạp. Bình này đến Hy Lạp. Vô cùng nặng luôn nha. Rất là nặng. Ừ, Hy Lạp. Tuyệt vời. Rồi xong. Đi tiếp đây là cái khang. Ngôi nhà này được xây trên một cái hòn đảo. Cái trường cái hòn đảo, và cái hòn đảo này á, trong cái hòn đảo này tất cả cổng security hết, mọi người đến đây cho bằng trực thăng hoặc quyền, có đường xe chạy vô, và chỉ có 250 hộ gia đình ở đây mà thôi. Đó là như vậy. Và cái nhà mà rẻ nhất ở đây là khoảng 3 triệu đô và mắc nhất là 15 triệu đô. Rồi mời mọi người tới đây nha xem. Và đặc biệt có một điều rất là thú vị, cái tủ này mấy bạn thấy cái tủ này tuyệt vời không? Cái tủ này đến từ Việt Nam. Một cái tủ phải nói là không phải 4 người cao to mới khiêng được cái tủ này. Rất là nặng và phải nói là không có gì đẹp, vô cùng đẹp luôn. Và những cái vật phẩm này là đến từ các nước châu Âu. Đó, mình để đây. Đây là phòng ăn. Rồi, bây giờ, và cái này thì không cần phải khoe là cái toilet. Tất cả cái hệ thống cửa ở đây nó rất là dày. Nó vô cùng dày luôn, mình sẽ khoe sau. Bây giờ sẽ đi qua phòng bếp nha. Cái bộ ly này là đến từ Czech Republic. Cái bộ ly này đó là tiệm khắc đó, xứ sở của Mai Ca. Rồi. Rồi bây giờ khoe cái đầu tiên là tủ rượu. Trong đây có tủ rượu luôn. Xin mời mọi người nha. Đây. Vì vừa mới mua cái nhà này sau chuyến đi du lịch đất nước thứ 100 về Puerto Rico, về là mình mua cái nhà này và closing trong vòng 2 tuần là xong, bởi vì mình pay cash. Và mình có một cái bộ sưu tập rượu nhưng mà chưa đem được đến được, chỉ còn có như đây thôi. Sau này cái nhà này mình dành để mời tất cả bạn bè mà trong cái chuyến đi du lịch mình đã gặp, hoặc là tất cả bạn bè Việt Nam hay là thầy cô giáo, tất cả mọi người đến đây chơi. Và khi nào mọi người đến thì mình sẽ yêu cầu tặng rượu để mình set up một cái bộ sưu tập rượu. Và trong cái phòng rượu này chứa được 400 chai rượu. Rất là, và đây là cái nơi để mà sau này chắc là mình có nhiều cái ý tưởng. Rồi, còn đây là phòng giặt.
đây là phòng giặt. Đây là phòng giặt đồ. Đó, đây là phòng giặt đồ ở đây. Hệ thống tủ ở đây để mà mình bỏ những cái đồ. Nói chung ở đây là totally empty, mình chưa có thời gian để bỏ vào đây. Mới set up, mình mới closing được khoảng độ 10 ngày. Có nhờ, đó là như vậy. Closing có nghĩa là lấy nhà đó, là nhận được nhà. Đây cái cửa đi ra phía sau. Bây giờ còn đây là bàn ăn trưa. Cái này cũng đến từ Morocco luôn, một cái rất là tuyệt vời luôn. Cái mâm này cũng vậy, rất là tuyệt vời. Nói chung là bộ sưu tập của mình là riêng cái bộ này là của Cindy Crawford, siêu mẫu của thế giới thiết kế bộ này nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô master bedroom. Hay là mình đi lên đầu trước nha. Rồi mở lên đầu. Tất cả cái đèn này thì mình thấy cái cầu thang này họ thiết kế rất là đẹp. Nhưng mà riêng cái đèn này thì mình sẽ đang đặt một cái thiết kế khá hình cây đuốc. Sau này mình sẽ thiết kế lại và làm một cây đuốc ở trước cái cửa chính là sẽ là 2m và trong đây sẽ là 1m. Mình sẽ gắn lên cái cầu thang này. Nhà này có hai cầu thang đi lên. Cái người builder ở đây đó là họ thiết kế là họ đem toàn bộ gỗ. Tất cả cửa với đèn này toàn bộ từ Brazil đến hết. Cửa cherry của Brazil thì phải nói là perfectly, rất là tuyệt vời. Mời mọi người đi theo mình nhé. Rồi, vì cái nhà này đó là mình nói là có 28 phòng và tất cả đó là có là 10 phòng ngủ và 15 toilet. Mà nếu ở bên Việt Nam mình á thì theo phương ấy của người cổ xưa thì người ta toilet là ví dụ như là ăn thì cần nhiều chất, đi ra thì không còn nhiều. Nhưng mà ở đây ở Mỹ, phương cách của người Mỹ là ra càng nhiều thì vô càng nhiều. Cho nên họ xây 15 toilet và 10 phòng ngủ ở trong cái nhà này. Và ngoài ra đó thì là gồm có 18 phòng còn lại, giống như là phòng khách, phòng bếp, phòng ăn tối mà các bạn đã nhìn thấy, hoặc là phòng tủ rượu. Và ngoài ra còn có những cái suite dành cho khách. Ví dụ một cái suite cho khách là, mời các bạn vô đây nha. Một cái suite này dành cho khách thì là một cái gian như vậy, họ sẽ có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 cái bếp. Rồi, mời mọi người tới tham quan. Trong đây hoàn toàn trống bởi vì những furniture mình đã đặt, furniture ở Mỹ mà muốn đặt khách là phải mất 2 tháng. Mà mình đã đặt từ hồi mình quyết định mua cái nhà này là vào Thanksgiving. Và mình mua vào Black Friday còn chưa đến, chắc là 2 tuần mới đến. Đây là nhìn ra toàn bộ cái khu vườn ở ngoài đó. Trên cái diện tích của cái khu đất này là 2 acre, còn cái nhà này là 10.000 square feet. Đây, và đây là cái đường đi vô, đây là cái closet. Cái closet và đây là cái vô toilet. Đây, mời mọi người nha. Đây là cái toilet ở đây. Họ gót đá rất là, nói chung là rất là đẹp. Rồi, qua đây là một cái gian bếp. Ở đây là một cái bếp phụ, gồm có cả cái mini bar nhỏ ở đây luôn. Một cái mini bar nhỏ ở đây. Rồi, và đây là một cái gian phòng khách. Và vào đây sẽ là một cái phòng ngủ nữa. Tất cả cổ ở đây rất là dày. Cái này chưa dày lắm. Rất là đẹp, một cái gian phòng. Và nhìn qua bên này, các bạn nhìn vô đây đó, thì các bạn sẽ thấy những cái nhà tầng tầng ở đây. Ở đây đó là họ làm. Để mình kéo kính này nha. Các bạn nhìn thấy ở đây không? Ở đây là một cái gara, có 3 chiếc xe. Còn đằng sau đó các bạn thấy nhiều cửa đó là một cái boat house. Mình đi xem rất nhiều nhà trước khi quyết định mua cái nhà này, nhưng mà chưa có ngôi nhà nào mà có một cái boat house đẹp như vậy. Bởi vì là để tàu là dưới nước hoặc là để trong sân. Còn ở đây là mình có cái boat house riêng là cái nhà để tàu. Và cái nhà để tàu này nó chứa được chiếc tàu đến 45 feet. Là một cái tàu rất là lớn. Giờ nếu mà đi 45 feet là khoảng động cơ 3 máy và thì chứa khoảng được hơn 15 người. Đó là như vậy. Mình sẽ khoe cái bóng khăn của mình, cái tàu của mình sau nha. Rồi, đó là cái bóng khăn. Rồi, mời mọi người đi xuống đây. Đây là một cái suốt. Thế là đây là một cái suốt. Rồi, follow me. Từ đây qua bên đây các bạn thấy tất cả những cái cây gỗ đây đều rất là to, có nghĩa là nó trên cả hai gang tay luôn và vuông vức như thế, và những cái ốc nó đóng vô, phải nói là càng không biết trên coi video nó như thế nào, nhưng mà
Nhìn phải nói là không phải là nhà của mình khoe nhưng mà nó quá đẹp. Đúng nghĩa vì cái nhà này mình người ta offer là 6 triệu đô. Mình nghĩ chắc khoảng 100 mấy chục tỷ đó mình không biết, nhưng mà 6 triệu đô và mình pay cash totally cho nên là mình chỉ trả 5 triệu đô mà thôi. Đó là như vậy. Còn tại sao mình có số tiền đó mình sẽ nói với các bạn sau. Rồi, bây giờ là một cái phòng khách ở đây, một cái phòng dành cho khách ở đây. Và một cái phòng này là phòng chơi. Phòng chơi thì là các bạn có thể để khi mình vô đây thì người ta còn vẫn để những cái bàn ping pong, bàn bida, bàn ping pong. Đó là loại mình qua bên này. Một tí nữa các bạn sẽ nhìn thấy cái bên này. Cái đó cũng là một cái suất khác mà dành cho khách. Thì ở dưới đó có bếp, có đầy đủ phòng ngủ, trong đó cũng phòng một cũng hai phòng ngủ và toilet, hai phòng ngủ, hai bếp ở trong đó hết luôn. Nhà này totally là có 5 bếp nha, 10 phòng ngủ, 5 cái bếp, 15 toilet. Đó, nghĩ lại thôi. Rồi đây là cái những cái closet bình thường để cất đồ mà thôi. Đó, những cái closet bình thường. Và trong cái phòng chơi này vẫn có toilet luôn. Đó. Cho nên rất là nhiều toilet. Đó. Rồi vô trong luôn, xem ở trong có toilet ở trong luôn. Đó. Giờ toilet rất là hiện đại. Rồi. Bây giờ tiếp tục đi nha. Tiếp tục đi thì mình sẽ đây đi dẫn vô cái hallway này. Bên này có hai phòng ngủ nữa, nó gọi là check and chill, có nghĩa là hai phòng ngủ hai bên và toilet chính giữa. Cho các bạn xem cái toilet đây trước. Đó, bên đây thì nhìn ra cái nhà hàng xóm. Nhà ở đây á có thể nói là nhà mình là nhà lớn nhất bởi vì là 10.000 square feet, còn những cái nhà khác khoảng từ 5.000 square feet đến 6-7.000 square feet. Nói chung ở Mỹ á, một cái nhà bình dân thì người ta khoảng 2.000 square feet thôi, nhưng mà ở đây thì nó lớn như vậy. Rồi, ok. Và đây check and chill có nghĩa là hai phòng ngủ và liên thông qua một cái toilet ở đây, một cái toilet ở đây. Rồi, xong qua thông qua một cái phòng ngủ nữa, phòng cái phòng ngủ nữa. Toàn bộ gỗ ở đây, toàn bộ gỗ nhé, là toàn bộ tự nhiên và đem từ Brazil hết, tất cả như vậy. Rồi, tiếp qua cho bạn. Và có một cái điều rất là thú vị luôn, mình nói là mình coi trên 100 căn nhà mình mới mua. Trong suốt 2 năm vừa qua là mình đi du lịch. Và khi mà về nước là mình cứ đi coi nhà. Bởi mình có những cái research làm việc với mình rất là tốt. Thì những cái nhà tốt nhất ở trên những hòn đảo là gửi đến cho mình xem. Thì mình đi xem qua mạng hoặc xem thực tế. Chưa có cái nhà nào mà có một cái lộ laundry đẹp như vậy mà nó cao lên như vậy. Có người ta làm cho nó thấp ở dưới thôi. Như thế nào, nhưng đẹp là tuyệt vời. Rồi, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới. Hồi nãy đi một cầu thang kia, bây giờ mình đi sẽ một cầu thang khác nha. Rồi quay lại thăm chú Công. Mình rất yêu quý bởi vì con Công này nó đã đi với mình 14 năm. Và mình bây giờ mình nói với bạn là lý do tại sao mình mua căn nhà này. Cái khi mà đầu năm 2020 đó thì là mình quyết định bán một cái summer house của mình trị giá 1 triệu đô và cho thuê một cái căn hộ ở New York của mình cho thuê đi đó. Và mình quyết định đi travel khắp thế giới trong 2 năm 20, 21 và 23 đến 25 là 5 năm như vậy, 6 năm như vậy. Nhưng mà đến khi mà vừa bán nhà xong thì là bị Covid, cho nên mình cũng không biết số tiền đó để làm gì. Thế là mình đã bỏ vào trong một cái tài khoản kinh doanh online, có nghĩa là stock. Và mình rất yêu thích Tesla bởi mình đã đến Tesla nhiều rồi nên đến Tesla. Và như vậy thì sau 1 năm đi travel khắp thế giới và mình mở tài khoản lên thì số tiền 1 triệu đô trở thành 12 triệu đô. 12 triệu đô nó nghĩa là bên chứng khoán là cắt 1.000 lần rồi. Và mình đã cắt ra một nửa để mua ngôi nhà này 5 triệu đô. Đó là lý do tại sao mình có tiền nhanh như vậy và quyết định như vậy. Ok. À, đến một cái nữa là cái cậu bé này là đến từ Macedonia. Cũng rất là yêu thích luôn. Rồi xong. Bây giờ còn nhiều điều thú vị đây nữa là ở đây có phòng chiếu phim. Phòng đấy, phòng xem phim, đây là phòng xem phim. Đây giống như là một cái rạp hát thu nhỏ luôn. Đó, tất cả mọi phòng chiếu phim ở đây để đây hết. Tất cả mọi thứ. Và cái này nếu mà mình mở cửa ra thì nó sẽ sáng như ra như thế này. Nhìn ra ngoài vườn. Đó, nhìn ra ngoài vườn ở đây nha. Đó, ở đây. Rồi, ánh sáng mặt trời. Ở đây, nhưng mà đây là cái phòng chiếu phim mà ghế, tất cả mọi thứ đều rất là hoàn chỉnh như một cái phòng chiếu phim thật sự.
để coi những bộ phim, có thể là coi những cái đoạn YouTube mà mình làm, ví dụ như vậy. Mời mọi người nha. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục đi. Rồi bây giờ thì mình sẽ, cái phòng này là một cái phòng vô cùng thú vị, và nơi đây là mình sẽ nghĩ ra những cái ý tưởng rất là hay, là bởi vì đây là có một cái bộ sưu tập của mình nữa, mà nó không phải là những cái mát này, mà là những cái đồ, ví dụ như là con ó này, mình rất thích con ó này, con đại bàng, xin lỗi, con đại bàng, và những cái bức hình mà mình đi chơi với những cái đứa cháu của mình ở London, ở đây đây đây, những cái người đây là những lúc đi chơi ở London luôn, đó là Stonehenge ví dụ vậy. Rồi và đây là một cái bộ toàn bộ những cái bức hình, bây giờ người ta để hình trên phone, nhưng mà mình thì mình để hình trên phone và trên những cuốn album, và những cái album của mình thì nó rất là lớn, nó rất là to và chứa được rất là nhiều hình ở đây, ví dụ như vậy. Đây chuyến đi du lịch ở châu Âu với mẹ mình, đi châu Âu và mẹ mình đi được hơn 50 nước, mệt quá ngồi như vậy luôn trên tàu, đó là như vậy. Xong bây giờ sẽ đi tiếp nha. Rồi đây là đồng hồ cát, đồng hồ cát đây đó, để cho dễ thương chưa. Đây là những vật phẩm đến từ du lịch hết. Rồi đây là những cái bức hình đi ở đây, giống như là đi ở Dublin với những đứa người trong gia đình, và năm cái chàng trai này đây, tất cả là 6 chàng trai này bây giờ đã lớn lắm rồi, một những người đã quay phim ở đây rồi. Ok rồi, xong rồi, đây là những cái bộ sưu tập, cái này đến từ Hà Lan, đôi giày của Hà Lan, và mình có những khóa học ở Harvard cho nên là đây đem đến đó. Cái này là đến từ Nhật Bản, của giáo sư bên Nhật Bản tặng cho mình, rất là đẹp. Một cái ở Nhật Bản thì các bạn biết tại sao người Nhật người ta hay tặng quạt và khăn không? Ví dụ Việt Nam mình khăn là khó khăn, nhưng quạt thì là nó đóng như vậy, khi quạt thì nó đóng như vậy đúng không, nhưng nó mở ra thì có nghĩa là cái tình cảm của người ta nó đến với mình, là giống như trái tim mở ra vậy đó, và nó sự may mắn, đó là như vậy. Và Nhật Bản thì rất là tinh tế và họ tặng cho mình cái này, nên mình bộ cất đây luôn, coi như là cái nơi để cất đồ. Và cái này thì đến từ Hy Lạp đó, thành Athens, tới nơi Hy Lạp, Titanic, đến đúng ngay cái chỗ mà đóng tàu Titanic luôn, Belfast. Cái này thì đến từ Ý đó, tất cả mọi người. Còn đây, cái không gian này là Việt Nam. Đây là một cái cuốn sách do bạn của mình ở Việt Nam đã chụp tất cả những cái hình ảnh ở Việt Nam, và do chính tác giả tặng cho mình nha. Là Việt Nam, mình bảo thấy cái chữ Việt Nam quá đẹp nên mình để ở đây, và có cái cây đèn dầu để tượng trưng lại cho ngày xưa ở Việt Nam mình hay xài đèn dầu. Mình đã đem từ Việt Nam từ xưa đến đây, từ bao nhiêu đời đến đây, và đây là chiếc xe đạp của người Việt Nam mình ở đây. Ngoài ra có một cái từ điển nhỏ, Anh Việt, Việt Anh đó. Và đây là đến từ London, và đây là lá cờ mà khi ba mình mất thì chính phủ Mỹ đã tặng lá cờ này phủ trên quan tài, và 12 phát đại bác tuyên dương là anh hùng của nước Mỹ, cho nên có cái lá cờ Mỹ này mình để ở đây hết. Cái này là một cái đồ để cái ván ăn như vậy, đây là cái đồ du lịch, cho nên là nhìn là biết rồi, đến từ Tây Ban Nha. Đó vậy, là những cái cuốn sách về du lịch đó, mình đi như vậy. Internet cũng tốt, nhưng mà mình tìm hiểu thêm về sách. Và đây, rồi cái bộ bình bông này cũng rất là tuyệt vời, đến từ Tây Ban Nha nhé, đến từ Tây Ban Nha. Cái chuông này là đến từ Bolivia, tại đây là hình con Lama nè, Bolivia. Rồi, và đây là một số sách của mình, có tiếng Anh, có tiếng Việt. Và cái kia là đến từ Chile. Cái này là đến từ Argentina. Và hai cái này, một cái này đó, cái này thì đến từ cái này là rất là tuyệt vời luôn. Cái này là đồ thật, uống thật hết. Đây là pha cà phê Bosnia, đất nước Bosnia, là nơi có cái thành phố Croatia, một thành phố đẹp nhất thế giới đó. Đây cà phê mà người ta bỏ đường ở đây. Còn cái này là cái ly ở trong thì uống cà phê ở đây, đó là ly cà phê. Những cái bộ này các bạn xem thì giống như những cái chuyện cổ tích đó, rất là hay, nên mình để đây luôn cái này bạn. Rồi cái đó là đến từ Nepal, cái này là đến từ Nepal. Rồi đây là phòng học của mình, và mình nghĩ là làm việc gì trong cuộc đời của mình thì cần phải có tiền, mà đồng tiền mắc nhất thế giới có thể nói là đồng tiền này, cho nên luôn luôn để đây, giống như là phong thủy vậy đó, để mình nghĩ là tiền là rất là quan trọng.
là như vậy. Và đây là cái cuốn sách tất cả lá cờ trên thế giới, và mình đang dạy cho những đứa bé của mình 3 tuổi đã thuộc gần như một nửa cái cuốn sách này rồi. Rồi vậy đó, ok, rồi mình đi tiếp nha. Bắt đầu là vô một cái phòng rất là đặc biệt. Tưng tưng tưng, đây, đây là cái phòng chủ nhân ở, đây là phòng của mình, đây là phòng ngủ. Phòng ngủ này thì có hai cái closet lớn, ví dụ đây là cũng là một cái closet. Và mình để lại những cái nón, ví dụ như vừa rồi cái chuyến đi Nam Mỹ, Trung Mỹ của mình giữ lại tất cả những cái nón này. Chuyến đi châu Âu, mình để mua cái nón này, để lại đây. Đó, đây là một cái người bạn rất là thân đã tặng, mà người đó thì bây giờ mất rồi, đó là như vậy cho nên giữ lại hết. Đây là những cái bộ vest mình chưa đem được về hết. Và những cái bộ liên hình Ý này là mình mua, đây là bộ ra giường của Ý. Các bạn biết là của Ý thì nó rất là tốt, và Hy Lạp, một bộ của Hy Lạp Ý rất là đẹp. Đó, mình để lại đây hết. Nói chung là như vậy. Còn riêng cái bộ này, phải khoe luôn cái bộ này, là cái bộ ra giường của Pháp mà mình mua gần 20 năm. Xong, bây giờ đây là cái giường ngủ của mình. Đây là cái không gian giường ngủ của mình. Ở đây, đây cái không gian giường ngủ này. Và trên đây cũng có những cái vật. Ở đây là đến từ Bhutan. Các bạn đi Bhutan, các bạn sẽ thấy cái mô hình này. Đến là Bhutan. Còn này đến từ từ Nepal. Đó là như vậy, là đấy đó. Và cái này đó là đến từ Cambodia. Đến Cambodia. Tất cả những cái đồ đây là phòng ngủ, và bước vào kia. Bây giờ mình sẽ cho mọi người đi xem cái closet của mình. Phòng tắm nha. Phòng tắm. Phòng tắm thì là toilet thì thôi. Toilet thì không giới thiệu toilet rồi, anh cứ làm. Đây là cái bộ sưu tập giày. Đó, đây là những cái tủ để giày của mình, bộ sưu tập. Mình không có điệu lắm, không có nhiều giày. Rất ít giày. Boots, mình thích boots, để boots ở đây. Và những cái đồ đi đấy, mình nói chung không nhiều giày. Chứ mình có những người bạn tới cả trăm đôi giày. Mình có một cái cô bạn mời qua New York chơi 4 ngày, đem theo 2 cái vali lớn, mở ra 8 đôi giày. Đi 4 ngày mang theo 8 đôi giày. Và đây là cái phòng tắm này thì vô cùng đặc biệt, mình rất thích, là bởi vì ở đây nó là xây theo kiểu Hy Lạp, và nó massage 4 chiều, có sạch 360 độ đó, massage và phòng steam luôn. Có thể là cô mình bật để là steam hơi ở đây luôn. Đó là như vậy, cho nên là rất là ấy. Và cái này nữa, đây là cái closet, một trong những cái closet của mình. Thì đây cái closet thì quần áo của mình rất là ít. Mình báo nói với các bạn là quần áo mình đi du travel, mình chỉ mặc một cái áo và mặc suốt như vậy luôn. Mình quần áo rất là ít nha. À, ở đây, cái bộ này chắc phải làm một cái bộ phim riêng. Là đây là tất cả những cái áo, trên 100 cái áo của mình đã mua. Đây, Sài Gòn, đây cái Sài Gòn ở đây. Đó, ví dụ vậy. Mình đã mua lại trong cái chuyến du lịch của mình, là mình mua cái này mặc trong chuyến đi du lịch đó và tại đây. Rồi, không biết là bây giờ mình có nên thay một cái áo mới cho cái bây giờ mình sẽ may mà mặc một cái áo mới cho một cái tiếp tục cái video nha. Tại vì cái nhà nó lớn quá mà. Ok. Đợi một tí nha. Đồ thì mình chưa có đồ để bỏ vào đây hết, cho nên là cho nên đồ còn rất là trống. Đây cái áo này là các bạn cũng thấy mình hay đi travel, mình đặt cái áo này, giờ mặc lại đúng cái áo này luôn. Rồi giới thiệu tiếp nha. Rồi đây là những cái túi, mình không mua đồ hiệu nhưng mà mình có những cái này rất là mình thích, là bởi vì mình ở trong những, mình rất yêu thích khách sạn. Cho nên là đây là khách sạn Metropole của Hà Nội. Mình thấy nó rất là thanh lịch, mình thích khách sạn này lắm, cho nên mình để lại. Rồi một cái khách sạn khác ở New World thì bây giờ mình không thích lắm, nhưng mà ngày xưa nó cũng là rất nổi tiếng ở Việt Nam. Mình để lại, chứ mình không có nhiều đồ hiệu. Nói chung là mình không có nhiều đồ hiệu như những bạn nhà giàu khác, mình thì không có giàu như vậy. Ok rồi, bây giờ đi tiếp nha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn qua cái đèn này. Các bạn biết không, đây là một cái công trình của mình luôn, nó nặng kinh khủng, rất rất là nặng luôn, không khiêng nổi luôn. Đây, mà vậy mà mình đem từ nước Áo về đây một cái đèn này. Ok, bây giờ mình sẽ mời các bạn đi ra ngoài này. Wow, bây giờ mới thật sự đi ra ngoài sân. Đây là nguyên cái hồ bơi. Đầu tiên hết là cái hồ bơi Infinity. Đấy là cái hồ bơi Infinity.
làm cả nước ấm luôn, có nước ấm và Infinity mình sẽ cho. Và đây là cái ghế, hai cái ghế mình sẽ chơi tông màu vàng. Màu vàng. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn coi đây trước đi ha. Nhìn ở đây. Coi nhìn ở đây đi. Mời các bạn tới đây. Đây là cái boat house. Các bạn biết là những cái nhà mà triều phú đi ha, thì mà họ mới dám xây cái boat house. Và cái boat house này đẹp đến tuyệt vời luôn. Các bạn thấy không? Nhìn nó ở bên trong rất là tuyệt vời. Rồi, bây giờ mình sẽ thằng mình mời xuống đây nha. Đây, một bên xin và lò nướng barbecue ngoài trời. Đây là lò nướng barbecue ngoài trời. Đây là lò nướng barbecue ngoài trời, tất cả mọi thứ. Và một cái nữa là lò nướng đốt nhiệt ở đây. Rồi, mời mọi người ra đây nhé. Rồi, mời mọi người vô đây. Đây vì ở trong nhà này có 5 cái bếp tất cả, thì cái bếp mà lúc mà các bạn xem là cái bếp Á, cái bếp khách. Còn đây là cái bếp mà xin lỗi, cái bếp đó là bếp châu Âu. Còn đây là bếp Á, là nấu những cái đồ Á. Bởi vì cái mùi Á thì các bạn biết là mình kho cá kho, làm nước mắm khô quẹt everything thì là tất cả sẽ có mùi. Đó là như vậy. Mùi không phải là mùi hôi nhé, mà có mùi. Đó cho như vậy, cho nên là mình sẽ làm cá ở đây. Những cái tủ lạnh ở đây á cũng rất là lớn. Cái màu sơn ở đây mình rất là thích, nó đẹp. Mà cái tủ lạnh là những cái tủ lạnh rất là lớn. Và hai cửa như vậy, một bên là đông, một bên là mát. Và bếp sinh đầy đủ hết. Và ngay trong cái bếp áo này cũng có một cái toilet nữa. Đó. Và cái toilet này là full nha, full. Đó, full là có phòng tắm, toilet và cái sinh. Đó là vậy. Thôi thì tất cả là full hết. Rồi, bây giờ cái phòng cuối cùng dành cho khách là ai đến chơi, mời tất cả mọi người coi YouTube này đến nhà mình chơi và sẽ ngủ trong cái phòng này. Rồi, mời mọi người nhé. Đây, trước khi vô mình thấy cái đây là cái ốc, là cái vùng của miền Đông Nam nước Mỹ, những cái ốc rất là lớn đó. Rồi, phòng này là cái phòng ngủ dành cho khách. Cái phòng này là phòng khách, mình đã order hết là một cái salon. Cái đèn led ở đây rất là đẹp luôn, mở ra có thể ngủ được. Vào đây thì nó có hẳn một cái bếp riêng luôn, có đầy đủ tủ lạnh, rửa chén, bếp, toilet, tiếp tục vẫn là toilet tiếp. Mình đã nhiều toilet mà. Rồi đây là cái phòng ngủ. Trong đây mình sẽ để một cái bộ giường. Và đây có cái closet luôn. Đó, closet luôn. Ở đây, và cái bộ giường này là dành cho khách. Thì mình quyết tâm mình đi du lịch khắp nơi trên thế giới, đem những người bạn mình về đây ở chơi với mình sau khi mình đi du lịch cùng. Và các bạn coi YouTube của mình đến đây chơi, sẽ mời các bạn đến đây ở nha. Bây giờ đi tiếp đây. À, các bạn biết là ở đây có rất là nhiều đèn. Các bạn có biết là trong cái nhà này có bao nhiêu ngôi đèn, bóng đèn không? Trong nhà này hơn 1.000 bóng đèn. 1.000, bây giờ mình phải thay hết tất cả là led cho nó đỡ hao điện. Rồi, mời ra. Bây giờ là mình sẽ
đưa các bạn đến tham quan cái boat house ở đó để các bạn sẽ thêm cái tàu của mình. Còn bây giờ đó thì là gara, thì ở đây là đường đi vô gara ở đây thôi, dừng đi gara nhé.